Cũng có hiểu các bạn đã đến với trận bán kết thứ hai diễn ra giữa thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Số 25 Lê Công Tuấn Anh, số 1 là Sương Thành và số 14 Lê Ngọc Tú. Lên ra sân của Cần Thơ bao gồm số 10 Nguyễn Văn Hùng, số 24 Đàm Huy Đại và số 14 Lê Phước Thắng. Còn tôi Thái Bình Dương. Tôi là Trần Hữu Hậu, MVP Sông Mau, kiểm soát bóng. Sau này thì đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh đã có một chiến thắng khá ngạc thở trước đội tuyển Bình Thuận. Họ đã bị dẫn trước 3 điểm nhưng hai pha 3 điểm cuối cùng của Lê Ngọc Tú và Nguyễn Văn Hùng. Trời đất. Nguyễn Văn Hùng. Trọng của đội thành phố Hồ Chí Minh trong giải đấu lần này khi mà Đức Anh ra sân. Như riêng tôi, Trần Hữu Hậu tin rằng với bản lĩnh của mình thì Hồ Chí Minh họ sẽ có thể mang về những bất ngờ. Phải tin như một đương kim vô địch. Đi sân thì hai tay ba điểm của cả hai đội đều mang giày hồng. Tôi không hiểu tại sao nhưng có lẽ như họ thích màu hồng và yêu màu tím. Có lẽ như Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng vẫn là một trong những điểm mạnh nhất của Cần Thơ hiện tại và ngoài pha 2 điểm mang về chiến thắng của Hồ Chí Minh trước Bình Thuận, mang về những lợi thế kiểm soát bóng cho Cần Thơ. Lê Ngọc Tú tay trái. Điểm cho Hồ Chí Minh 3-6. Ở giải vô địch quốc gia 2017 vừa rồi thì Cần Thơ họ đã có một thất bại khá đáng tiếc cho Hồ Chí Minh và lỡ mất chức vô địch. Ở những giây cuối cùng họ bị Hồ Chí Minh gỡ ngược những tỷ số quan trọng. Trong khi đó họ đã dẫn Hồ Chí Minh với tỷ số khá cách biệt nhưng chỉ thua ở những giây cuối cùng. Hy vọng thì ngày hôm nay Cần Thơ họ sẽ làm những điều khác biệt và trau chuốt hơn trong những pha tấn công của mình. Văn Hùng, Phước Thắng không thành công. Pha chuyền bóng không hiểu ý của Tuấn Anh và Ngọc Tú. Văn Hùng, Đàm Huy Đại, hai điểm cho Đàm Huy Đại. Trận đấu giữa Đại học Đà Nẵng và hai lỗi đồng đội khó khăn trước mắt, khoảng cách là 6 điểm thời gian thi đấu còn 4 phút 26 giây. Hoàng Tú không thành công. Liên tục tối sẽ hưởng được hưởng một quả phạt. Đấu còn 3 phút 20 giây. Hoàng Tú sẽ có những pha điểm để nếu như đánh phạt hai quả phạt thành công thì khoảng cách điểm chỉ lợi thế hơn đối phương tới ba lỗi đồng đội. Phát đầu thứ hai thành công, 4 điểm. Mình họ đang tận dụng hơn những tình huống lao vào để cái lỗ đối phương. Với nắng và gió như thế này thì các cầu thủ ngồi việc có một tinh thần. Thắng Minh, Lê Ngọc Tú. Còn 48 giây. 3 điểm. Chúng ta đang nhớ lại trận lúc sáng khi mà Lê Ngọc Tú anh ấy mang về 2 điểm ở những giây cuối cùng. Đã có lỗi của Đàm Huy Đại. Bên dưới nào có thể hoàn toàn tận dụng vào những điểm khai thác những tỷ số cuối cùng này. 2 phản ứng gặp không thành công của Hán Minh. Đúng là trong một mùa giải mà Hán Minh anh ấy khả năng ghi điểm của Hán Minh thời gian thi đấu chỉ còn 30 giây. Khoảng cách là 3 điểm. Lê Ngọc Tú. Không thành công.
rất là 3 điểm. Hãng Minh khoảng cách là 2 điểm. Okay. 10 giây.